afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại người gác mổ cho các bạn cùng xem. Vừa rồi thì có cái thẻ 40% ấy. Thật sự thì cũng không biết là mua cái bộ trang phục gì cho nó xứng đáng. Mình cũng không tính mua bộ trang phục này đâu, nhưng mà cuộc sống nó đưa đẩy, nó bị ép buộc mọi người ạ. Bởi vì cái bộ trang phục này thì nếu như mà bây giờ không mua thì phải đợi sang năm. Nên là thôi mình quyết định mình mua luôn. Tiện thể thì sẽ gắn luôn phụ kiện S vào để chơi luôn. Nhưng mà phụ kiện A thì bán ở trong shop nhưng mà mình không có mua. Tại vì nhìn nó không hợp gu, nó không có đẹp lắm. Cái này là xấu hay đẹp là do góc nhìn mỗi người nha. Còn mọi người khen đẹp thì tôi cũng không thể bàn cãi vô được. Tại vì mỗi người sẽ có một con mắt nghệ thuật nó khác nhau, đúng không? Cho nên là tôi thấy không đẹp thì tôi nói không đẹp, chứ mọi người đừng có áp đặt tôi là phải đẹp nha. Chẳng hạn như tôi nói tôi xấu, tôi nói tôi đẹp nhưng mà mọi người thấy bảo tôi xấu thì chấp nhận thôi, đúng không? Mỗi người một góc nhìn khác nhau. Rồi, trang phục này nói chung là đẹp, đúng không? Đẹp. Một sự múc bang đến từ thuyền phó. Đó. Thứ hai nữa là gu trang nhét vô. Thôi em thà hy sinh quả skill để em gái em cai. Chứ hả, vừa mới vô mà nít liền là hơi bị quê một cục. Hả mày? Như bạn này các bạn cai, các bạn đập ván nha. Đập ván trước để tạo cái tình huống lợi thế. Khi mà các bạn sử dụng skill thì các bạn sẽ chui qua ván rất là ngon lành luôn. Có cái nhiệm vụ suy luận là các bạn phải chui qua ván 4 lần hay sao ấy. Mọi người tranh thủ, mọi người đập ván, mọi người chui qua chui lại, đúng không? Giờ, cũng một lần bò qua miếng sáp lại lên tí sáp. Mà không bò thì không được. Ui giời ơi. Ui, dập cái đít vàng ngọc. Ui. Quả này căng rồi anh em ơi. Hí. Quá trễ rồi. Ha. Không đập cái ván đi thì không còn tương lai nữa. Ha. Quê. Tối nay mình sẽ stream cho mọi người. Đó. Stream để rửa. Ố, thế mà đánh vẫn đánh trúng kìa. Stream để rửa skin mọi người. Đừng bắn nữa. Khổ ghê vậy đó. Bạn ơi, đỡ cho mình một tí sáp. Đỡ cho mình tí sáp. Không đỡ luôn. Ủa sao không đỡ sáp cho tôi nhảy lên tôi cai. Không hiểu luôn. Đỡ cho mình tí sáp mình cai để mình cố gắng mình cai tiếp. Nhưng không thèm ca đỡ xong bắt đầu ra thì đi nhặt cái đòn bẩy ra để đập thêm hít gục nữa. Ủa game đồng đội mà mọi người sao mọi người chơi kiểu hỏi chấm. Mà thôi mất công nói nhiều bị phốt sợ. Cái này là mọi người coi mọi người tự phải tự đánh giá nha, chứ tôi mệt. Mệt. Cứu bé nè. Ôi giời ơi. Ôi Andel. Vừa rồi Andel ra cái bài Easy on Me đó. Go easy on me baby. Ok đi, để mình gục cũng được. Để cho cái bạn bệnh nhân bạn đi tiếp tục. Bạn đi cứu ma thuật sư. Chứ tôi thì tôi đúng là go easy on me. Mọi người biết với cái bài đó không? Bài rất là hot vừa rồi của Andel á. Album thứ mấy thì cũng rõ. Nhưng mà hồi xưa là mê cái bài ngồi ghế xong rồi cứ nhạc sập sình. We could have had it all. Rolling in the deep. Đấy, mê bài đó ghê. Sau này có cái bài gì mà chết rồi, lại đụng vào cái vấn đề ca nhạc rồi mọi người ơi. When you be here, everybody here see watching you. Úi giời ơi, game nó nát.
Ôi, mình có nước 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 hoa, nước chua của bả cho nè. Rồi, sửa máy cuốn là ok rồi. Everybody love the thing you do, from the way you talk to the way you move. Bài đó bài gì quên mất tên rồi ta. Nhớ, không có memory gì luôn. Rồi rồi, để đi cứu nè. Trời ơi, là bắn dữ chưa? Trời ơi, quê. Trái. Trời ơi, cái hitbox đó mà thua mà nó hụt kìa mọi người ơi. Rồi xong, rồi nó bắn tôi lụng đầu mọi người ơi. Đập đi còn núp gì nữa trời. Đập đi để mà con cai nữa. Cái con sáp là cái nhân vật mà kiểu bắn kinh khủng. Ủa, nó thấy. Đừng. Máy 70%, đỡ mình một hit bạn ơi, đừng có như cái con kia. Ok, 82 rồi, cài được. Ồ, đằng xa có cái tàu kìa. Hello, train to Busan, I'm ở New York. Ấy, máy pram rồi. Cái tàu kìa. Trời ơi, train to New York. Rồi xong. Đúng là train to New York. Vừa cay lắm ấy mà không làm được gì cơ. Te le luôn. Vừa. Hello every morning, my name is teacher. I'm from USA and nice to see you again. Bye bye. Tuần sau dự giờ mà cứ ngồi đây nói nhảm rồi bắt đầu là nói nhảm đi. Tự nhiên cái vô hello every morning, my name is teacher and nice to see you again. Xong sách cặp đi về luôn. Khỏi dự giờ, mệt. Giáo viên dự giờ ngồi dưới kiểu Ủa? Là elite teacher dữ chưa? Night to see you again. Bye bye. Xin chào và night to là cái gì? Tốt đẹp quá. Để mà see you again. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau luôn. Bye bye. Rồi, mình đã quay trở lại trận đấu thứ 2 với map Bệnh viện Thánh Tâm. Tới nay thì sẽ stream để ngồi giao lưu, nói chuyện với mọi người và show những cái dơ bẩn nhất trong cuộc đời này cho các bạn xem. Nó không có huy hoàng trên clip đâu mọi người. Mọi người không thể nào thấy được cái sự dơ bẩn khi mà chơi game đâu. Gì đây? Úi giời ơi, bà là bà cơ hội lắm đấy. Bà đấy. Riêng bà. Bà cần thấy tụi lơ là mất cảnh giác cái là bà đát liền. Úi giời, người ta cũng nào cũng gáy mà, đấy đang gáy kiểu đát anti đát thành công thì gáy thôi đúng không? Còn khi nào mà kiểu đát mà anti đát dơ thì mình có ôi sao hay thế, kinh khủng đấy, kiểu lưỡi mà mọi người kiểu gì mà chả nói được. Còn khi nào mình cứ thành công vấn đề gì đấy cứ gáy lên, đó là niềm tự hào của mình mà, đó là một cái niềm vui, một cái gì mà thành công, một cái kết quả mà viên mãn mình đạt được thì tất nhiên là cái cảm xúc của mình nào nó cũng dâng trào. Ngày hôm nay nắng kinh khủng luôn, nắng mà kiểu không thể nào mà nói là nắng kiểu nắng tàn nhẫn tàn canh. Cho nên là vừa rồi Taylor Swift có cái bài Sweet, có cái bài gọi là Blue Summer đó. I'm drunk in a bike out of the car and I cry like a baby coming home from the bar. Oh. Đấy, mọi người biết bài đó không? Say I'm fine but it wasn't you. I don't wanna keep secret just to keep you and I. Trời ơi, mê bài đó ghê. Ngày nào tôi cũng nghe bài đó trơn. Mùa hè tàn nhẫn tàn canh. Ủa sao chết liền vậy? Rồi, bạn cao bồi xíu ra bù giùm máy nha. Hy vọng là bạn hiểu ý tôi muốn nói. Game này mà cho con với trực tiếp trong game thì ok. Mà tôi thật... Ui giời ơi. Khổ. Đi cứu người mà nó soi từ xa này. Chết dở. Mình phải dùng cái này thôi. Khổ. Đát về tới nhà. Rồi, đỡ cho bạn một hit nè. Đây là một cái rescuer rất là công cụ toàn diện luôn. Chỉ có cái sửa máy hơi bị sụp một xíu thôi. Nhưng mà về cơ bản là nó bỏ luôn này kìa.
Về cơ bản là cứu người rất là toàn diện, toàn năng, đúng không? Snuck into the garden gate every night of summer to steal my face. Oh, I scream for every squirrel. I love you, ain't got the worst thing you ever heard. He looks up pretty like a daring. He look up reading like a daring. It's blue. Ủa, lộn. It's blue. Ủa, cái bài đó, cái tiếp theo là gì ta, quên mất tiêu à? Không nhớ nữa, không có memory gì luôn á. Sao mà mấy bà đó cứ qua là anh hít khổ ghê á. Đồ sách cái đâu mà xa xôi ta. Cứu tiếp nè. Úi giời ơi, soi. Kinh khủng, ghê chữ T. Thôi, để tôi đi cứu tay. Dùng skill bị đập hoài phí. Yo, có cao bồi ra phụ nữa nè. Trời ơi, cao bồi ơi, cứu. Quá đẹp. Hát cho cố vô, rồi cứu dơ. Thực ra, hiêu tủa đi, rồi xong. Nè, không nhắc con chủ tế lên nó hiêu cho mà thấy. Mấy bữa nay là mình đi mình hay lên YouTube, xong rồi mình xem mấy cái channel kiểu dự giờ demo đó. Lần đầu tiên mình nghe cái từ demo, thật sự giờ cũng chưa hiểu demo là gì. Nhưng mà giống như kiểu dạy thử thôi chứ chưa được dạy chính thức. Người ta vẫn phải qua một cái sự đánh giá và kiểm tra nghiêm ngặt của những cái thành viên khác trong cái bộ phận gọi là chuyên môn. Nên là gian nan đó mọi người. Thực ra thì mình kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện kiểu vui vui, hoặc là mình nói chuyện vui vui với mọi người, nhưng mà về cái cơ bản là sự thật nó là như thế. Để mọi người khi mà mọi người nghe sau này, mọi người có cái định hướng giống mình, thì mọi người sẽ được trải nghiệm cái cảm giác siêu thực tế luôn, chứ nó không phải màu xanh màu hồng sẵn. Rồi dùng skill chạy luôn nè. Mệt. Rồi nó đuổi cao bồi luôn. Rồi ai cứu cao bồi trời. Không còn tương lai luôn. Trời ơi, đổi kỹ năng luôn rồi. Kinh khủng. Ủa sao kỳ ta, mấy bà này có ba sọ mà không thèm giật gì hết ta vô. Nó vừa tay le cái là ăn hít liền à. Không hiểu nổi luôn á. Rank cao mà mọi người cũng voi chứ có phải thấp đâu. Như mình đây thì mình cũng không có đi rank nhiều, nên lúc nào cao thì ở hân hay là sơ thì mình chỉ cần một mức kiểu, ví dụ như là sơ rank điểu hoặc là hân thì sẽ manti kiểu như thế. Giữ trung bình ở cái mức một trong hai thôi để lấy cái đá, chứ về cái phần thưởng thì nó lấy cái mốc nào cao hơn nó tặng đá, mà cho nên là mình cũng không quan trọng lắm. Về mấy ông bà này vô. Ôi sao bạn cao bồi cứu. Nó full chiêu rồi mọi người ơi. Trời. Đã quá Pepsi ơi. Trời ơi, em còn một tí kỹ năng cuối cùng trong cuộc đời. Người xa không thèm phá ván luôn. Là lát nữa tới số ấy mẹ. Rồi chạy thôi. Trời ơi, 5 sọ rồi đó. Mà hồi nãy 3 sọ còn thành dịch ăn hít liền luôn. Không thể hiểu nổi. Ngồi lục hòm. Đâu rồi trời. Trời ơi, nó kìa. Trời ơi, đâu á, như vong á. Nổi. Bà kia đứng sửa máy nửa máu, hạnh ghê á. Rồi, hiêu tui. Rồi xong, chết chủ tế đúng rồi. Ủa sao không hiêu tui nè. Không ai hiêu luôn. Chủ tế chết rồi. Khổ ghê. Mấy cô này ra là anh hít, ra là anh hít. Trời ơi. Vòng xanh cũng gọi cái nào luôn. Không thèm hiêu tôi luôn. Buồn, tổn thương. Rồi sửa máy chưa? Ổn chưa? Ổn rồi đó, ổn loi lia đấy.
Mọi người có nhiều câu nghe hay ghê, nhiều khi mà đọc mãi mới hiểu. Ví dụ như vừa rồi, lâu lắm rồi có cái vụ ba tô cơm. Có biết cái gì đâu, kiểu mình cũng không có tiếp cận nhiều mấy cái nguồn thông tin đấy, nên là nghe kiểu nó cũng rất là hơi bị cù khờ. Rồi tự nhiên cái mọi người kêu tra Google đi. Úi giời ơi, đôi mắt thần sầu của tôi. Từ từ nha, nó chưa hồi tele. Nhưng mà mình vẫn phải núp đây coi sao tình hình. Ồ, ngon quá. Thơm, kim tiêm. Đầy máu mà nhặt kim tiêm là hơi chê, nhưng mà nửa máu là hơi bị quý đấy. Cút dùm. Ok, cứu được cao bồi. Yo. Ân huệ dư thừa. Ủa cái thành tựu này là sao ta? Mình đạt được nhưng mà vẫn kiểu vẫn chưa hiểu á. Ủa cao bồi đi sang cổng nhà nhỏ mở hả? Sao mà mặn dữ vậy? Lên đây nè, đờ chờ hết mắt đỏ hay là đè tôi ra hiêu đi để cho nó hết đỡ quả đi. Rồi lúc đấy là đi ra cổng luôn. Tự nhiên đi sang bên đấy làm gì nó xé đồ bồ, xé đầm. Úi giời. Đây gây xa đây nè. Ê, mà coi chừng nha, cây xa nó bay lên, nó đát vô đây được ấy. Ủa sao cao bồi bên này rồi? Nó ném bướm lên. Ôi giời ơi. Không, cô ấy đã quyết định đi xuống. Rồi vô được không? Vô được là tôi chờ hết mắt đỏ tôi vào á. Rồi xong, tàn đời. Sao không hiểu nổi luôn. Nếu như mà trận này mình chơi với đồng đội mình như anh Linh hay Long hay Trinh là mình sẽ kiểu mọi người cũng hiểu ý, kiểu giống là sẽ cùng nhau lên trên lầu hiêu hay làm gì đó, đợi hết mắt đỏ cùng nhau ra. Nhưng mà không phải đồng đội kiểu random như này, chấp nhận thôi. Thôi để ra cứu nó xong, ai thoát được thì thoát, hòa thôi chứ không thắng nổi. Cái xa nó phun chiều nó đát tới nhà luôn. Đá từ Bắc ra Nam, từ Nam vô Bắc, từ Hà Nội tới thành phố. Úi giời ơi. Tại nhánh 6 nãy cứu chủ tế rồi. Cái nó đuổi tôi luôn. Chết rồi, núp thôi. Thôi, hôm nay dùng con bét lếu lèo, nhìn cái lưỡi kìa mọi người. Lêu. Nhìn cái lưỡi đúng lếu lèo luôn á, trời coi nè. Thấy chưa? Thấy rồi. Không có chơi, không có được mọi người ơi. Cao bồi hiêu xong rồi. Hòa ấy mà cồng cành vãi. Nhẽ ra người thoát cổng là mình ấy, nhưng mà kiểu mình muốn thắng. Nhưng mà trước sau thì cũng hòa thôi, không thắng nổi. Thôi và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nhé. Mệt, thật sự mệt lắm luôn á. Chắc ghi tiêu đề mệt đi. Mệt từ tâm hồn đến tri thức. Đến nỗi mệt mà không muốn ghi thêm tiêu đề. Ghi tiêu đề mệt ha, vậy đi ha. Và chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Tối nay thì mình sẽ stream và hẹn gặp mọi người trên đó nha. Bye bye.